Tin Giáo phận Hà Nội Tổng giáo phận Hà Nội rước kiều thánh tích các thánh tử đạo Việt Nam tại sở kiện. Sau giờ kinh chiều trọng thể mừng thánh An Rê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2018, Đức Hồng Y phê -rô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ sự cuộc rước kiều tôn vinh chư thánh tử đạo Việt Nam. Cuộc rước kiệu này được diễn ra tại trung tâm hành hương các thánh tử đạo sở kiện. Tham dự cuộc rước kiệu có sự tham dự của quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, trùng sinh, cùng đông đảo các tín hữu trong và ngoài giáo phận. Buổi rước kiệu đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Hải cốt các thánh tử đạo được rước từ quảng trường nhà thờ, qua nhà nguyện trái tim và tiến ra lễ đài. Đoàn rước bước đi trong tiếng kèn vang, ánh nến lung linh và những lời ca hào hùng ngợi khen các thánh tử đạo. Sau bài ca suy tôn các thánh tử đạo Việt Nam và bài kiền đồng kết thúc cuộc trước, thì nghi lễ rước kiệu kính các thánh tử đạo được tiếp tục với việc dân hương kính các ngài. Cuộc rước kiệu thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam nhằm nói lên lòng yêu mến và sự sùng kính của các tín hữu Việt Nam hôm nay đối với các vị cha ông đã can đảm làm chứng cho đức tin và gieo những hạt mầm lời chúa đầu tiên trên cánh đồng truyền giáo việt nam